Hey, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của MarginATM. Và đây là chuỗi video hướng dẫn sử dụng nền tảng giao dịch LetMeTrade. Ở các video trước thì mình đã hướng dẫn anh em về cách đăng ký KYC tài khoản, cách nạp rút cũng như là cách thực hiện đặt các cái lệnh giao dịch trên đó. Thì ở video thứ tư này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta copy trade các cái lệnh giao dịch từ các cái pro trader khác để mà chúng ta follow, đánh theo các cái lệnh giao dịch của các cái trader cứng đó. Thì với những anh em mà đã có tài khoản trên LetMeTrade thì anh em có thể tham gia vào nhóm MarginATM để mà thảo luận cũng như nhận các kèo từ các admin. Với những em mà chưa có tài khoản thì anh em có thể là ủng hộ team mình bằng cách là nhấn vào cái link ref ở dưới đây hoặc là scan link này, đăng ký tài khoản để ủng hộ team mình và giúp team mình có những động lực làm các video tiếp theo nhé. Rồi, với cái tính năng copy trade được cho là một trong những cái xu hướng, cái trend sắp tới trong cái thị trường giao dịch crypto này, thì LetMeTrade mình thấy họ khá là bắt kịp trend khi mà đã ra được cái tính năng này. Và với mình thì đây là một tính năng rất là hay. Thứ nhất là ví dụ bạn không phải là một trader giỏi và cũng không có nhiều thời gian để follow, không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường ấy, thì cách đơn giản nhất là chúng ta đánh theo các cái lệnh giao dịch của các cái anh em đã có kinh nghiệm khác, đúng không? Tuy nhiên là nếu mà cứ suốt ngày phải online để chờ các cái lệnh đó họ gửi cho mình ý, thì nó sẽ rất là tốn thời gian, và thậm chí là ví dụ vào ban đêm thì mình không thể trực mãi như vậy được. Thì cái lệnh copy trade này nó sẽ giúp anh em cái gì? Khi mà các cái pro trader đó họ đặt lệnh bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, thì cái tài khoản của anh em ấy cũng bỏ ra một lượng vốn để mà đánh theo easy một cái lệnh như thế. Thì trong cái LetMeTrade này, anh em làm thế nào để mà tìm được các cái pro trader? Thì thứ nhất, anh em chọn vào cái mục là community này nhé. Đó, ở trên cái khu vực phía trên là trade inline thì đây là các cái mục danh sách các cái trader mà họ đã có kinh nghiệm và họ post các cái kèo của họ lên trên này. Thì anh em sẽ nhìn quan sát và thích các cái trader nào thì đơn giản anh em nhấn vào nút là following thôi. Ở đây thì trước khi mà mình muốn hướng dẫn anh em ấn vào nút follow ấy, thì mình muốn nói về một số cái thông số ở đây. Thứ nhất là yield, thì đây là cái tỷ lệ lời mà cái trader đó đã kiếm được từ lúc mà share các cái kèo đến bây giờ. Ví dụ với trader người Trung Quốc này thì anh ấy đã kiếm được là 215,37% so với cái lượng vốn mà anh ấy tham gia ban đầu. Tổng lượng win, tổng lượng lệnh thắng ở trong cái 3 tuần gần nhất đó là 57,14%. Cái tỷ lệ lời trong mỗi một lệnh của anh ta là 30,76%. Có 40 người khác đang follow anh ấy và trong 3 tuần anh ấy chỉ đặt có 7 lệnh thôi. Nhưng mà tỷ lệ lời trung bình là hơn 30%. Đó, và có một cái thông số mà mình muốn nhấn mạnh với anh em đây là cái profit share. Đây là cái lượng lời mà cái lượng tiền mà cái trader này họ sẽ lấy từ anh em cho mỗi một lệnh thắng. Ví dụ thế này, anh em đặt theo trader đó và thắng là 100 đô, tổng cái lệnh thắng của anh em là 100 đô ấy, thì cái trader đó sẽ lấy là 8%. Thì cái con số này ấy, nó sẽ có thể được đặt và nó khác nhau ở mỗi một trader nhé. Ví dụ trader này thì họ chỉ chọn là 1% thôi, nhưng với những người khác thì họ chọn là 80%, hoặc là có những người khác nữa thì họ lại chọn nhiều hơn. Thì cái này là tùy từng trader. Tuy nhiên là mình thấy rằng là con số 8 hoặc là 10% là một con số hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi vì anh em có thể dùng này là chúng ta không cần phải, gần như không cần phải làm gì cả, anh em chỉ cần bỏ vốn vào để mà follow cái lệnh đó của họ thôi. Thì đây là một cách, theo mình là một cách phù hợp với những anh em mà mới bắt đầu tham gia việc trading, chúng ta không có thời gian và chúng ta muốn là kiếm được cái nguồn thu nhập thụ động, thì đây là một cách rất là hay. 8 đến 10% là một con số hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đó, thì đây là cái danh sách các cái trade inline, những cái người mà có kinh nghiệm trade và họ đã post kéo lên đây, thì anh em có thể tìm và follow những cái người nào mình thích đó. Hoặc là anh em có thể tìm tên mình, ví dụ mình đặt ở đây là trade with me. Đó, thì cái tài khoản này thì mình mới bắt đầu lập và hiện tại mình chưa có post bất kỳ một kèo nào lên đây cả. Tuy nhiên là trong mấy ngày tới thì mình sẽ xem xét và mình sẽ đặt các cái lệnh đầu tiên. Thì anh em có thể ủng hộ mình bằng cách là follow cái tài khoản Trade With Me để mà chúng ta copy lệnh của tài khoản này. Thì cái tài khoản này thì mình và các cái admin khác của MarginATM sẽ phân tích và đưa ra các cái lệnh trade phù hợp ở trên này. Rồi back lại. Thì đây là một số cái một số các cái tài khoản mà mình đang follow. Ở đây thì do mình mới lập tài khoản nên là mình muốn follow thử để mà biết được các cái năng lực thực sự của các cái tài khoản khác nó đang như thế nào. Ví dụ đây là cái tài khoản 6898 thì mình hiện tại đã vào tới 3 lệnh và cái tỷ lệ lời của mình là được 0,64 đô. Đó, tài khoản phía trên này thì mình đang lỗ một chút. Tài khoản này thì hiện tại là chưa có một lệnh nào cả. Rồi, back trở lại. Mình muốn giới thiệu về cái cách mà anh em theo dõi các cái lệnh này thì anh em vào mục là trade ở phía trên này nhé. Sau đó là chọn vào mục social. Đây là cái cách gọi khác của việc là copy trade mà LetMeTrade họ đặt ngay ở cái tab trade này, tức là họ rất là muốn nhấn mạnh cái việc là social trading hay là copy trading. Thì ở đây anh em sẽ kéo xuống dưới thì sẽ thấy là các cái lệnh mà mình đang tham gia, các cái lệnh mà mình đang trade. Ví dụ là cái lệnh long con TRX này của mình nó thì đang lời là 4,2% rồi. Đây là một số các cái lệnh khác. Tuy nhiên là các cái lệnh này khi mà anh em đã theo dõi, đã follow các cái trader đó thì việc mở lệnh hay đóng lệnh thì nó sẽ phụ thuộc vào các trader đó và anh em không thể kiểm soát được. Tuy nhiên có một cái con số khác mà anh em có thể kiểm soát, đó là cái lượng fund, lượng tiền mà anh em muốn tham gia vào từng cái lệnh trade đó. Ví dụ ở đây nhá, ở chỗ này thì mình lấy một cái ví dụ là mình theo dõi cái trader người Trung Quốc này và mình chọn follow. Thì tiếp theo là sẽ cái cửa sổ anh em cho phép anh em chọn cái lượng fund, lượng vốn mà anh em muốn bỏ vào follow cái trader người Trung Quốc đó. Thì ở đây có các cái tùy chọn là 2, 3, 4, 5 đô cho mỗi một cái lệnh mà anh người Trung Quốc này người đánh. Đó. Cái con số này theo mình là hiện tại khá là nhỏ. Tuy nhiên là mình có chat hỏi với cả đội ngũ admin của LetMeTrade thì đây là các con số khi mà họ mới bắt đầu setup các cái nền tảng cho copy trade này. Trong tương lai thì họ sẽ tùy chỉnh, họ sẽ update các cái con số này để mà phù hợp hơn với những cái người dùng khác. Đó, thì khi mà đã chọn được cái con số của mình thì anh em chọn confirm. Đó, thì đây là cái cách mà anh em có thể follow các cái trader pro ở trên nền tảng LetMeTrade. Thì với mình thì mình đang follow một số anh em ở trên này và hiện tại thì đã có những cái trader mà giúp cho mình có các cái tài khoản dương. Mình nghĩ rằng đây là một cái cách rất là hay để anh em có thể tạo ra cái khi mà kiếm được những cái trader kỳ cựu có kinh nghiệm. Thì vừa rồi là cái video hướng dẫn anh em sử dụng cái tính năng copy trade trên LetMeTrade. Với những anh em mà chưa có tài khoản, anh em có thể đăng ký cái link rep để mà ủng hộ cho team mình. Cái link này thì mình sẽ để ở bên dưới video nhé. Còn với những anh em mà đã có tài khoản rồi thì anh em có thể tham gia vào nhóm là MarginATM trên Telegram để mà trao đổi cũng như là tham khảo những các cái kèo từ trên này. Và xin cảm ơn tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.